Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn những từ và câu thực dụng người Hồng Kông hay dùng. Chúng ta bắt đầu nè. Khi mà chúng ta muốn nói không biết thế nào hay là không biết sao thì chúng ta nói như thế này. Chí tiểm. Chí tiểm. Thì chí tiểm là không biết sao, là không. Chí là biết, tiểm là tiểm giản, là như thế nào. Chí tiểm là không biết sao hay là không biết thế nào. Mình thí dụ, tôi không biết giải thích thế nào. Thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Ngọ chí tiểm cải xích. Ngọ chí tiểm cải xích. Thì cải xích là giải thích. Ngọ là tôi. Chí tiểm là không biết thế nào. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngòm chí tiểm cải xích. Ngòm chí tiểm cải xích có nghĩa là tôi không biết giải thích thế nào. Rồi tiếp tục từ vựng. Mèn bạc. Mèn bạc có nghĩa là hiểu. Mình thí dụ, tôi không biết giải thích thế nào để bạn hiểu. Tôi không biết giải thích thế nào để bạn hiểu. Chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Ngọ chí tiểm cải xích tặng lệ mềm bạc. Ngọ chí tiểm cải xích tặng lệ mềm bạc. Thì ngọ là tôi. Chí tiểm cải xích. Chí tiểm cải xích có nghĩa là không biết giải thích thế nào. Tặng là để. Lệ là bạn. Lệ hay là nị, lị hay là nị đều được. Mềm bạc có nghĩa là hiểu. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ chí tiểm cải xích tặng lệ mềm bạc. Ngọ chí tiểm cải xích tặng lệ mềm bạc có nghĩa là tôi không biết giải thích như thế nào để bạn hiểu. Tiếp tục từ vựng. Biểu tạp. Biểu tạp có nghĩa là biểu đạt. Cùng nhau đọc lại. Biểu tạp. Biểu tạp có nghĩa là biểu đạt. Mình thí dụ, rất khó biểu đạt thì chúng ta nói như thế nào? Rất khó biểu đạt thì nói như thế này. Hữu làn biểu tạp. Thì biểu tạp là biểu đạt. Hữu làn. Làn là khó. Hữu làn là rất khó. Cùng nhau đọc lại. Hữu làn biểu tạp. Hữu làn biểu tạp thì để dành khi chúng ta muốn nói cái gì đó rất khó biểu đạt, rất khó nói. Hữu làn biểu tạp. Hữu làn cỏn. Mình thí dụ, bạn biểu đạt rất tốt. Bạn biểu đạt rất tốt thì chúng ta nói như thế này. Lệ biểu tạp hữu hữu. Lệ biểu tạp hữu hữu thì hữu hữu là rất tốt. Lệ biểu tạp hữu hữu. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Lệ biểu tạp hữu hữu. Lệ biểu tạp hữu hữu có nghĩa là bạn biểu đạt rất tốt. Rồi từ vựng. Something. Something. Something có nghĩa là tâm trạng hay là tâm tình cũng được. Mình thí dụ, tâm trạng rối bời. Tâm trạng rối bời thì sẽ là something hữu liền. Something hữu liền. Thì something có chừng có sự giấm ha. Something liền có nghĩa là rối. Hữu liền có nghĩa là rối bời, rối tung. Bề bộn cũng được. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Something hữu liền. Something hữu liền có nghĩa là tâm trạng rối bời hay là tâm trạng bối rối đều được. Thí dụ chúng ta muốn nói bây giờ tâm trạng tôi rối loạn quá thì chúng ta nói như thế nào? Bây giờ tâm trạng tôi rối loạn quá nói như thế này. Dí cá ngọ sấm trình hữu liền. Dí cá ngọ sấm trình hữu liền. Thì dí cá là bây giờ, hữu liền là rối loạn ha, rối loạn bối rối. Ngọ sấm trình có nghĩa là tâm trạng của tôi hay là tâm tình của tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Dì cá hay là dí cá đều được ha.
dí cá ngọ sấm chành hổ luyện, dí cá ngọ sấm chành hổ luyện có nghĩa là bây giờ tâm trạng tôi rối loạn quá. Tiếp tục cụm từ chơi hổ ní kiền gì, chơi hổ ní kiền gì thì ní kiền gì có nghĩa là chuyện này hổ là tốt, chơi hổ là tốt nhất. Chúng ta cùng nhau đọc lại chơi hổ ní kiền gì, chơi hổ ní kiền gì tút tút tút, tốt nhất chuyện này như thế nào đó. Rồi ngọ thùng lị chí cán, ngọ thùng lị chí cán thì chí cán có nghĩa là ở giữa ha, chí cán có nghĩa là giữa, giữa ai với ai. Ngọ thùng lị, ngọ thùng lị giữa tôi và bạn, ngọ thùng lị còn có nghĩa là chúng ta phải không nào, hai người trở lên thì là chúng ta. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè, ngọ thùng lị chí cán, ngọ thùng lị chí cán có nghĩa là giữa hai chúng ta hay là giữa bạn và tôi. Bây giờ mình nói câu dài, tốt nhất chuyện này giữa chúng ta hiểu là được rồi. Thì chúng ta nói như thế nào? Tốt nhất chuyện này giữa tôi và bạn hiểu là được rồi. Thì chúng ta nói như thế này. Chơi hủ ní kiền xì, ngọ thùng lị chí cán, mình bạc chầu chúc câu. Chơi hủ ní kiền xì, ngọ thùng lị chí cán, mình bạc chầu chúc câu. Có nghĩa là tốt nhất chuyện này giữa tôi và bạn hiểu là được rồi. Rồi, bây giờ càng sớm càng tốt thì chúng ta nói như thế này, duyệt chủ duyệt hữu ha, cái gì đó càng sớm càng tốt thì là duyệt chủ duyệt hữu, duyệt chủ duyệt hữu thì chủ là sớm, hữu là tốt, duyệt chủ duyệt hữu là càng sớm càng tốt. Rồi mình thí dụ, tốt nhất chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt. Thí dụ chúng ta muốn nói cái gì đó, cái chuyện gì đó tốt nhất giải quyết càng sớm càng tốt thì nói như thế này. Chơi hủ, ní kiền xì, cải khuyết, duyệt chủ, duyệt hủ. Chơi hủ, ní kiền xì, cải khuyết, duyệt chủ, duyệt hủ. Thì chơi hủ, ní kiền xì có nghĩa là tốt nhất chuyện này cải khuyết là giải quyết, duyệt chủ, duyệt hủ là càng sớm càng tốt. Chúng ta cùng nhau đọc lại, chơi hổ ní kiền xì, cải khuyết, diệt chủ, diệt hổ. Có nghĩa là tốt nhất chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt. Rồi tiếp tục tờ vận cỏn, cỏn có nghĩa là nói, cỏn có nghĩa là nói phải không nào. Thí dụ chúng ta muốn nói là không nên nói tùm lum, không nên nói tùm lum thì chúng ta nói như thế nào? Hổ cháu quầy cỏn, hổ cháu quầy cỏn thì hổ là đừng, là không nên. Cháu quầy, cháu quầy có nghĩa là chỗ này chỗ kia ha. Cháu quầy cỏn, cỏn là nói, cháu quầy cỏn có nghĩa là nói tùm lum, nói đầu này đầu kia ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại, hổ cháu quầy cỏn, hổ cháu quầy cỏn có nghĩa là không nên nói tùm lum. Rồi tờ vận bì miễn, bì miễn có nghĩa là tránh, bì miễn có nghĩa là tránh. Mình thí dụ tránh nhiều lời nói ra nói vào, chúng ta nói như thế này, bì miễn hữu tó hàn duyên hàn dựa, bì miễn hữu tó hàn duyên hàn dựa thì bì miễn có nghĩa là tránh. Tó là nhiều, hữu tó là rất nhiều. Hàn duyên hàn dựa có nghĩa là lời nói ra nói vào phải không nào, nói này nói nọ nói ra nói vào. Thì chúng ta cùng nhau đọc lại, bì miễn hữu tó hàn duyên hàn dựa, bì miễn hữu tó hàn duyên hàn dựa có nghĩa là tránh nhiều lời nói ra nói vào. Rồi tờ vận trùng diêu, trùng diêu có nghĩa là quan trọng. Mình thí dụ bây giờ điều quan trọng nhất là tút tút tút, chúng ta nói như thế nào?
Điều quan trọng nhất là chúng ta nói như thế này: dì cá chơi trùng diêu hay, dì cá chơi trùng diêu hay. Bây giờ điều quan trọng nhất là thì dí cá hay là dì cá đều được, có nghĩa là bây giờ trùng diêu là quan trọng, chơi trùng diêu là điều quan trọng nhất, chơi trùng diêu điều quan trọng nhất. Hay có nghĩa là chúng ta cùng nhau đọc lại: dí cá chơi trùng diêu hay, dí cá chơi trùng diêu hay. Bây giờ điều quan trọng nhất là. Rồi, tiếp tục. Tôi chỉ kỹ hữu tí, tôi chỉ kỹ hữu tí. Thì tôi chỉ kỹ hữu tí có nghĩa là đối xử tốt hơn với bản thân. Tôi là tôi tồi, là đối xử chỉ kỹ là chính mình. Hữu tí có nghĩa là tốt hơn. Tôi chỉ kỹ hữu tí, tôi chỉ kỹ hữu tí có nghĩa là đối xử tốt hơn với bản thân. Rồi, thí dụ chúng ta muốn nói tôi phải đối xử tốt hơn với bản thân thì chúng ta nói như thế nào? Chúng ta nói như thế này: ngọ diêu tôi chỉ kỹ hữu tí. Ngọ diêu tôi chỉ kỹ hữu tí, thì ngọ là tôi, diêu là phải, tôi chỉ kỹ hữu tí có nghĩa là đối xử tốt hơn với bản thân. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: ngọ diêu tôi chỉ kỹ hữu tí, ngọ diêu tôi chỉ kỹ hữu tí, tôi phải đối xử tốt hơn với bản thân. Hay là chúng ta muốn nói bạn phải đối xử tốt hơn với bản thân thì chúng ta nói như thế nào? Thì chúng ta chỉ cần thay thế ngọ diêu trở thành lỵ diêu là bạn phải. Bạn phải như thế nào? Tôi chỉ kỹ hữu tí, lỵ diêu tôi chỉ kỹ hữu tí. Lỵ diêu tôi chỉ kỹ hữu tí có nghĩa là bạn phải đối xử tốt hơn với bản thân.